Chiên hen xô phân hoang phun xì rồi ạ. Thì nó trồng nguyên bữa nay đậu xe đổi phong thủy à. Nguyên xin chào cả nhà nghe. À, xin chào cả nhà. À, chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Hôm nay hai vợ chồng Nguyên đi khám thai nè cả nhà ơi. Nguyên đi khám thai chứ chồng Nguyên không có khám thai. Bữa nay Nguyên bầu được 24 tuần lẻ một ngày. À, bữa nay đi khám ở trạm y tế. Trạm xá gần nhà Nguyên nè. Khám theo lịch trình. Biết bữa nay khám gì nữa. Mời cả nhà đi chung với hai chồng Nguyên nha. Về về. Dạ. Mới qua đi mà kêu về à. Về hỏi y tá điện thoại nữa. Chồng Nguyên nói gì à? Mới qua đi, mới qua xuống mà gì à? Không qua đâu, không đi là y tá điện nữa. Ở bên đây là vậy, cả nhà tới lịch đi khám á. Mình không đi là y tá. Y tá người ta điện thoại cho mình đó. Xin trai nó đi dù lẻn. Chồng Nguyên nói có chỗ mát không? Nghĩ sao giờ này mà hỏi có chỗ mát không? Ở đây không có một bóng cây. Bye. Đi không đi mà bay. Đi. Này tùng bay nè anh chèo không à? Phi. À. Ông nói bay, người nói nè. Anh biết tiếng Việt kêu sao không? Là bay đó. Mày nó đi không đi mà nó bay. Miêu lên. Bà sẽ cho hả? Chồng Nguyên bắt số xong rồi nộp cuốn sổ vô đây. Hồi người ta kêu mình lại đẳng cân với lại đo huyết áp cho Ben. À, bữa nay bắt số 3576. Bữa nay là ngày 8 tháng 6 rồi cả nhà. Tại bên đây bên Malaysia người ta ghi ngược á. Người ta ghi không có giống như Việt Nam mình. Ghi năm rồi tháng rồi ngày. Ở Việt Nam mình ngày tháng năm nè. Ở đây là năm tháng ngày. Nguyên đo huyết áp xong rồi cả nhà, bây giờ đi lấy máu. Nã xòe hả? Ủa chứ tao chỉ hên vụ nã xòe thôi à. Bữa nay lấy máu nữa nè cả nhà. Nguyên biết lắm à, tới nào cũng lấy máu nữa. Ê, mỹ dù rỉnh rồi, khoai tèn. Nên đi khoai chậu phân ra đây. Nguyên nói không có người, kêu chồng Nguyên lẹ lẹ để đem mà đẳng. Đứng đây đợi. Cái ly này là cả nhà biết, nhìn cái ly này là cả nhà biết cái ly gì vậy đó. Đây mẫu nước tiểu nữa nè. Ngồi vô trong đây để lấy máu. Ý, ta nã hồ. Mà cả nhà lấy máu xong rồi. Bây giờ Nguyên đi lấy mẫu nước tiểu. Hồi bữa có cô đó kêu Nguyên á là lấy máu á, mình nhắn cái tay mạnh thiệt mạnh ngay chỗ lấy máu á thì nó sẽ không bị bầm cả nhà. Bộ xí cho ai sao? Hồi bữa có cô đó kêu Nguyên á, khi mà lấy máu á, cái nhắn cái tay thiệt là mạnh vô cái chỗ mà lấy máu á, nó sẽ không bị bầm. Da Nguyên là da dị ứng. Nguyên nhắn mà cái tay của Nguyên nó đỏ quét luôn. Để Nguyên gỡ thử ra coi nó có bị bầm không. Thank you.
nguyên ngắn này cả nhà, thiệt nghe nó không có bị ứ cục máu bầm mà nó bị đỏ, nó bị đỏ tại vì cái da của Nguyên bị dị ứng á, cái da của Nguyên bị dớn á, nhắn nhắn mạnh quá là nó bị sưng vậy nè, nhưng mà sưng hồi nó cũng hết à, nó bị sưng với lại nó hơi bị ngứa xíu á, chắc này nó không bị bầm đâu, cái đó cái này là cô đó chỉ Nguyên á, chứ thường là Nguyên lấy máu xong á cái tay của Nguyên sẽ có cục máu bầm, cái chỗ mà tiêm á nó sẽ hơi bầm bầm, hai cái đầu nó chuyển qua bầm tím 2-3 ngày nó mới hết, bữa nay là không có nè. Giờ ngồi đây đợi để vô khám. Hồi nãy Nguyên căng ở cả nhà được 78.9 kg. Anh vừa xin chi sữa 3 kg tiền chiều và sữa dù chung mà đi gian sang thứ hả? Con chi được? Hình như đợt trước cũng 78.9 kg. Quên là không nhớ, hình như là cũng vậy đó cả nhà. Nguyên nói với chồng con gái chờ bữa nay vô căng cái lên được 1 kg, không mà 2 kg. Mà nó không có lên. Hình như là cũng vậy hay sao, Nguyên cũng không nhớ nữa. 78.9 kg. 8, hình như là lên 1 kg phải không ta? Hầu vô hỏi bác sĩ đi chứ Nguyên không nhớ. Có ghi trong cuốn sổ mà không nhớ. Tại mỗi lần đi khám á, cái cân á, không nhớ. Chồng Nguyên lại đó mua cái kim á cả nhà, cái kim để test tiểu đường á, ở nhà Nguyên xài hết rồi. Mua ở ngoài thì kiếm hơi khó á, cái vô đây mua cho lẹ. Tới hai chồng Nguyên vô khám. Nguyên vô khám cả nhà, rồi siêu âm thì hôm nay em bé được 796 gram cả nhà. Thì bữa nay là ngày 8 tháng 6 năm 2023, em bé được 24 tuần lẻ 1 ngày đó cả nhà. Siêu âm ra thì bác sĩ có nói với Nguyên á là đầu của em bé với lại bụng của em bé nó bự á cả nhà, nói chung là em bé nó bự hơn em bé khác là khoảng hơn 1 tuần á. Thì bác sĩ cũng có nói với Nguyên là cái này là bình thường, không có sao hết á, tại vì những người bị tiểu đường thai kỳ á, do gen di truyền như vậy giống như Nguyên nè, thì em bé nó sẽ bự hơn những em bé bình thường. Sư hao khăn là bên chèn giao bú giao xưa hả? À, bản thân giao lại bên khăn là hay giao tại chế cầu ít xưa, đáng chứ hả cho nhỉ? Sư hao, hôm nay là sư sáng hao, nhỉ giao tại yên tố chế cầu tết. Đó, kể ra bên này đi xong khăn. Hả, chèn bé bi thủ ta dù sao mà quên thị hả? Lúc tức là sẽ tìm kiếm như ta nhà, tư bê bi mẹ quá là bất xa các other problem là ạ. Bạn đó, sebab you kecil manis. Ini sư chèn áo kinh. Bukan kepala sajalah, dia punya badan, perut pun ada sikit. So semua besar-besar sama-sama tak apalah. Dia bukan macam super besar lah. Dia sama-sama besar kepala sama. Bác sĩ nói ngày 14 tháng 6 á, Nguyên qua bên phía bệnh viện HUKM để khám á, thì ngày 13 Nguyên phải ở nhà test tiểu đường thai kỳ trước. Xong rồi á, đưa cái báo cáo đó đưa cho bệnh viện bên phía bển xem bác sĩ bên bển có kêu Nguyên uống thuốc, có nên uống thuốc ngừa tiểu đường thai kỳ không hay là không uống. Tại vì lúc trước Nguyên cũng có uống cả nhà, trong cái quá trình mà Nguyên thụ tinh nhân tạo á, bác sĩ bên phía thụ tinh nhân tạo cũng có nói với Nguyên á là Nguyên bị tiểu đường gen di truyền từ mẹ, cho nên Nguyên bắt buộc phải uống thuốc tiểu đường thai kỳ. Nếu không là Nguyên có bầu, Nguyên bị tiểu đường thai kỳ á, cái qua Nguyên qua bên phía này khám thì bác sĩ bên đây kêu không cho Nguyên uống. Bây giờ bác sĩ đang tư vấn cho Nguyên á cách ăn uống theo chế độ á của bà bầu bị tiểu đường thai kỳ á. Chưa chỉ thêm vừa thăng nữa. Chưa à? Bây giờ chưa ăn sân chay chưa chưa ăn được chân lái xe rồi. À, phải có những cái tụ ra lông ra hải tử. Nó theo hồi xưa thăng, thăng xưa kinh chi tan. Thăng là gì? Thay nếu vấn năng. Thì ra đồ plato bảo rồi là bạc bạc. Nếu vấn năng.
那天医生检肚子大，也是没有什么哈。那天在。那天他没有讲你大，是讲baby大啊，比较大或大一点嘛，有吗？他检baby肚子大一点吗？大过一张，更多一个礼拜这样吗？没有什么东西啊。Bữa nay Nguyên đi khám lại thì bác sĩ nói em bé không có sao hết á. À, bị tiểu đường thai kỳ cho nên em bé bự hơn, không có sao hết á. Trời, Nguyên nghe nói không, em bé không có sao, cái Nguyên nhẹ nhõm sao luôn á. Nó khỏe gì đâu chứ gầu lắm cả nhà ơi. Giờ hai chồng Nguyên khám xong rồi cả nhà. Giờ gì à? Ý quên nữa, lấy thuốc. Nã dao nữa. Lấy thuốc rồi gì à? Phan su liền bé nó kêu rồi cháu ạ. Căn căn sản này dung sù nã này mấy ok tha đó vô mà miếng giấy lấy thuốc chồng mình để đâu mất tiêu rồi nó cứ test liền bên vô mà vô à một khăn đau căn sản này nã đó mà này dâu rồi té hoa hâu mà ha kỳ này nè. Nguyên chồng Nguyên chọc Nguyên. Nó nói em gái ơi, em có số điện thoại không cho anh. Nguyên nói, Nguyên cái Nguyên nói nè, số điện thoại của em nè cho anh nè. Giờ đợi lấy thuốc cái gì à? Vì rồi đi lại siêu thị ở gần nhà Nguyên nó mua ít đồ ăn cả nhà. Chồng Nguyên nói ngày 11 tháng 7 này cả nhà là lại đây gặp bác sĩ khám nữa. Anh nói là gặp bác sĩ lớn đó, Nguyên cũng không rành nữa. Gì gặp hoài trời, khám hoài. Mỗi lần đi khám là mỗi lần sợ chết. Sợ kết quả ra mỗi lần khám, mỗi lần khác á. Mì che so lại. Ở ngoài trời mưa lớn dữ lắm cả nhà ơi. Che so lại cho Ben, nó quà trang cho Ben nè. Quá trời lớn. Ý che sơ lì bên quà trang cho Na Ben. Na Ben nhờ khởi gì? Ý cho Ben. Cho Ben khởi gì chi nè. Mưa lớn quá trời lớn luôn cả nhà. Chồng Nguyên anh đi rồi. Anh đi ra lấy xe. Đứng đây đợi. Bữa nay á Nguyên đi khám á cả nhà. À, Nguyên tăng được 1 kg, một tháng này được 1 kg tha chèn cho cơ dê chung đều EKG à. To đều. À, tháng này ý là tuần này á Nguyên tăng ha, ý tuần này Nguyên tăng 1 kg nha. Cả nhà biết sao không? Nguyên cảm thấy á, Nguyên ăn được á cả nhà. Cái Nguyên nghĩ trong bụng là trời chắc bữa nay lên ký mừng lắm mà nghe. Cái vô đây bác sĩ là đợt trước đi khám bác sĩ không có lên ký, bác sĩ là đợt này lên 1 kg bác sĩ là tại vì bác sĩ nói á, là chỉ được tăng 700 gram khởi gì chung chi bảy gram ba lèo thôi mà 600 thôi cả nhà, 600 gram thôi cả nhà. Mà tuần hai tuần này Nguyên lố 300 gram. Kiểu như mình bị tiểu đường thai kỳ á, không có được lên ký quá,
lên ký quá sợ em bé nó bự nữa. Tại vì bác sĩ nói là thường thì tiểu đường thai kỳ em bé sẽ bự. Em bé sẽ bự hơn những đứa trẻ khác. Nguyên có hỏi bác sĩ là cái vụ mà cái bụng em bé bự á, bữa nay khám ra thì đầu em bé cũng bự luôn. Đó, là bác sĩ nói cái này là bình thường, không có sao hết á. Tại vì mình tiểu đường thai kỳ á, em bé ra là lúc nào cũng uống nu uống nặng thấy cưng lắm. Cái bác sĩ nó kêu Nguyên là một tuần á là chỉ lên được 300g thôi, không được lên nhiều. Nguyên ăn được cái Nguyên mừng dễ sợ luôn. Nguyên nói chỗ gì đâu mà gầu dữ trời, thấy người ta hả bầu bì ăn thấy thèm, mình ăn không được. Cái dạo này ăn được trời, dạo này ăn được nha cả nhà. Không kiểu như chắc là tại hả ăn được với lại mình thèm á, mình biết thèm mà cả nhà, dạo này biết thèm nha. Đó, nhưng mà không dám ăn nhiều. Hồi bác sĩ còn nói với Nguyên là không được ăn rau sống nè, chị ăn rau trụng kêu sao ta luộc chứ không có được ăn rau sống, kiểu như nước sôi xong rồi mình trụng rồi mình lấy ra mình ăn chứ không được ăn rau sống. Kệ vì mình tiểu đường thai kỳ với lại có bầu á, mình ăn rau sống sợ không tốt cho em bé hả. Xe thì cho hỏi nè giờ mưa đi đi xe, đi siêu thị gần nhà Nguyên nè, mua rau, mua đồ ăn, mà định lại gần cưới nhà Nguyên để mua mà chờ mưa như vậy. Bữa tuần nay bên xe dùng cái hùng mai rồi nó cơ, không biết ở xe ở siêu thị gần nhà Nguyên có bán cái loại mà mì nưa không nữa, mì nưa đó dành cho người tiểu đường ăn đó. Ôi, sầu riêng nè cả nhà, bán sầu riêng nè, sầu riêng nứt hết trơn. Ôi sầu riêng ồ, san sủ điêu khoai y khe gì. Sầu riêng mu san kiên, 36 đồng/kg cả nhà. 36 đồng/kg là khoảng cuối dao ông nội ơi. 36 đồng là khoảng cua dao là 36 đồng là khoảng khoảng chưa tới 200 ngàn cả nhà. Chưa ấy da, chết trời trời. Khoảng 100 gử, 170, 180, 180, khoảng 180 tiền Việt Nam mình 1 kg. Ơi này dữ cua. Ồ, khởi gì ồ, hỉnh mày ồ. Bơ. Ơi. Bơ Indo. Indonesia. Ồ. Ồ. Thật chẳng nà bên này sử dụng. Nà bên này sử dụng. Khăn khăn na bên mà. Hay sư khăn cho bên. Hả? Bơ Indo. 1 kg 10 đồng. 10 đồng là khoảng 10 đồng là khoảng 50 ngàn tiền Việt mình á. Ồ. Bơ hư hết là cha nội rồi. Hoài, trơm hỉnh mì rồi, hoài khởi si rồi. Nã chị. Vô mùa bơ ở cả nhà. Cho nên hả, chơi ly khởi gì nè. Trái này trái tròn nè, nó không có ruột nhiều như trái dài. Mà bơ này nó không có được ngon. Vô mùa bơ nè cả nhà ơi, cho nên rẻ. Thấy không? Ủng quá à. Trái này ngon hết sức, chưa có hỉnh mì rồi, Quynh Thị thả hoài. Anh nã uống hết sức chơi trùng sải hào Quynh Thị thờ si ha. Ý
没有长长的，红果子矮。咋？红ngon， 过了啦。哇。嗯，菇米。红 ngon cả nhà ơi， bơ Indo。Bơ Indo này không biết ngon không? Ê, cái này được. Ăn. Cái này được, cái này chín. Mua hành. Hành về nhiều khi nấu canh bí rợ á. Ê, cái gì vậy? Nã. Đậu thúi bịch chín đồng chín rẻ. Cái này là họ ngâm nước rồi nè. U mì ta tinh co xì đều á, tinh xì đều phải khanh tao ta mà quý ông trình à. Nã y bao ngâm nước rồi đó cho nên thấy bự nè. Kệ lấy đại con bịch đi. Lấy bịch đi, đi chứ cơ. Không mày ra treo à. Miêu xè che xè nó y khe gì ồ kìa. Ý. Nói cho chồng. Cho chồng. Ớt chuông. Ớt chuông. Cà chua cả nhà. Ô quy là của anh. Xưa khoai sẻn 4 đồng 1 ký cả nhà. Hồi bữa chồng mình nó mua, anh mua có 1 ký con đồng mấy. Em phái ăn cà chua dữ lắm. Mua về mình xay sinh tố mình uống. Không thì mình ăn cái cơm á cả nhà, ăn cơm thay rau á. Cô nè, rồi mày dặn chèo tô sao, mua cà bắp, mày dặn chèo tô, mua cà bắp cả nhà, trời nguyên men cà bắp giả mang, ừ cà bắp gì đâu mà, thấy hết muốn ham. Chồng Nguyên thì không ăn cà bắp, anh sợ nhất mình. Đậu rồng. Chồng Nguyên thích ăn đậu rồng. Cho. Đi kiếm bún nưa. Ồ tuy Na Ben sẽ tuy. Chon. Miêu xè xén á, không ghi giá tiền. Ồ có bịch này 2.8 đồng, 2.8 đồng là khoảng 15 ngàn, 15 ngàn tiền Việt. Nè bún nưa nè cả nhà, vừa chơi trùng vừa khỉ, chơi nì rồi lon kỳ nì xưa là khỉ gì mà bún nưa nè, cái lẩu này nè cả nhà. Hai cái đó giá tiền giống nhau đó. Nguyên lấy cái này ngã xanh hơn ha. Ăn cho gơ gì một hộp bún nưa là 5.59 đồng đó cả nhà, là khoảng 28 ngàn tiền Việt Nam mình á. Siêu thị á ở đâu cũng có hết á. Cái chỗ mà người ta để kim chi, để đồ lạnh đó, là nó đó, là nó có, là có bán á. Ok, hỏi rồi đó, xong đó gì à. Udon xưa mấy ý gian mà anh ơi. Ồ chơi chơi, mày có phải ha.
Bú xưa. Mì xưa mày chứ có phải. Quá chi tở. Chồng Nguyên thích ăn mì ủ đôn lắm. Sáng xào mì thịt bằm cho anh ăn á. Ừ, có bán tôm hùm nữa nè. Một con 59 đồng chín. Bán con khoảng 200-300 tiền Việt Nam mình đó cả nhà. Ở đây là bán đồ biển. Đây là bán đồ biển. Tạnh mưa rồi cả nhà. Giờ đi về. À thôi, video của hai chồng Nguyên đến đây kết thúc đó cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành. Bye bye.